Chào mừng các bạn đã quay trở lại, và hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về cách chúng ta kiến trúc một câu nhạc, và như thế để mà xây dựng trở thành một tác phẩm. Vậy thì qua mỗi một câu nhạc như thế, chúng ta cần viết bao nhiêu ô, và nó có những cái số lượng ô đó, nó là những loại ô như là 4 ô hay là 8 ô hay là 12 ô, là đó là những cái dạng như là ô, những cái loại là câu nhạc được viết gọi là chẵn, còn là những câu nhạc lẻ thì nó thường thì chỉ có 3 ô. Vậy thì một hồi nữa chúng ta sẽ xem từng chi tiết từng câu với những cái ví dụ cụ thể. Mời các bạn cùng theo dõi. Mừng các bạn đã quay trở lại, và tôi là Nguyễn Tấn Tài, và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem phần là kiến trúc câu như thế nào. Mời các bạn cùng xem màn hình. Kiến trúc câu: mỗi một câu nhạc có lối kiến trúc riêng của nó và có hai cách chia. Thứ nhất là chia chẵn. Trong cách chia chẵn thì thông thường mỗi câu gồm có 4 ô nhịp, 8 ô nhịp hay là 12 ô. Vậy thì giờ chúng ta sẽ cùng bước vào cái loại thứ nhất, đó là 4 ô nhịp. Câu 4 ô nhịp, đây là một cái loại câu ít được dùng so với câu 8 ô nhịp và 12 ô nhịp. Loại câu này hơi ngắn, khó diễn đạt về ý nhạc, về tư tưởng một cách xúc tích phong phú. Để viết tốt loại câu này cần có bề dày về kinh nghiệm. Trong một vài thể loại về hình thức thể hiện, đòi hỏi một bài hát cần viết ngắn như ca khúc sinh hoạt cộng đồng hay là cổ động, tuyên truyền, quảng cáo, mẫu giáo, thiếu nhi, vân vân. Đó là về loại câu nhạc mà viết chỉ có 4 ô nhịp thôi. Thì với loại này thì khá là ngắn, chính vì thế là nó cũng hạn chế về việc là thể hiện tất tần tật về ý nghĩa trong cái nội dung mà lời ca mà chúng ta muốn viết. Vậy thì để làm nên những cái câu nhạc mà nó ngắn như thế này, nó chỉ có 4 ô nhịp như thế này, thì đòi hỏi là việc là chúng ta cần phải viết làm sao xúc tích và cái nội dung nó cũng ngắn gọn. Ở đây thì người ta cũng muốn nói là về việc giống như là quảng cáo, thì dĩ nhiên là chúng ta viết làm sao ngắn gọn nhanh và nó phải là xúc tích, thật xúc tích. Hoặc là với cái thể loại này thì chúng ta cũng thể viết cho cái thể loại là nhạc thiếu nhi. Ví dụ như những ca khúc thiếu nhi, ví dụ như thật là hay đi, nghe veo vâng trong vườn cây hòa mi với chim oanh, một câu nó ngắn thôi chứ nó không dài. Và thường là thể loại thiếu nhi thì chúng ta viết nó khá là ngắn, nó thường là khoảng 4 câu nhạc thôi, và nó cũng là đầy đủ ý và nó không quá dài cũng không quá sâu sắc, tại vì lời ý tứ của nó cũng ngắn gọn quá cho nên là thể hiện sâu sắc. Để làm rõ hơn về cái việc là mỗi một câu nhạc gồm có 4 ô nhịp, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một cái ví dụ. Đó là bài Quả Bóng, đây là một cái sáng tác của Huy Trân. Và với cái bài này thì mỗi một câu nó gồm có 4 ô, chúng ta thử đếm. Bài này thì được viết ở nhịp 24 và có một cái dấu thăng là pha thăng. Và trong cái câu này nó gồm 4 ô đây, 1 2 3 4. Nó gồm có 4 ô nhịp. Câu thứ hai cũng vậy, 1 2 3 4. Nó có 4 câu. Ông xin lỗi, nó chỉ có 4 ô nhịp thôi, nó tạo nên một câu. Và những cái bài như thế này thì thường là thể loại nhạc thiếu nhi. Thêm một cái ví dụ thứ hai, đó là bài Nhịp điệu của chúng ta. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Trung Dũng. Với câu 1 thì chúng ta sẽ đếm là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đó. Chỉ có 2 câu thôi. Tiếp ví dụ thứ 3. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Duy với bài hát là Ngày Xuân Đưa Em Ra Phố. Thì bài này được viết ở nhịp 4-4 là nhịp C, gồm có ba dấu thăng là pha thăng, đô thăng và son thăng. Thì chúng ta sẽ xem đây, câu thứ nhất nè, 1 2 nè, 3 nè, 4 nè,
Nó là câu nhạc đầu tiên, nó gồm có bốn ô. Đây, chúng ta xem. Rồi tiếp câu thứ hai, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè. Đó, tới đây. Và để mà viết bốn ô nhịp mà với một cái lời dài á, thì chúng ta nên chọn là về cái chỉ số nhịp á, là số nhịp 44 á, thì nó sẽ nhiều được nhiều cái lời ca hơn. Chính vì thế thì việc là khi mà chúng ta sử dụng một câu mà bốn ô nhịp á, thì chúng ta nên nếu mà viết lời nhiều á, thì chúng ta cũng có thể là sử dụng nhịp 44. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng làm quen với câu nhạc nó có 8 ô nhịp. Đây là loại câu rất được ưa dùng, thường được chia làm hai chi câu hoặc là bốn chi câu. Loại câu này đủ sức diễn đạt, chuyển tải ý nhạc và nội dung tư tưởng của tác giả hơn loại câu là bốn ô nhịp. Có nghĩa là chuyển tải được nội dung, ý tưởng, rồi tư tưởng của tác giả nó được chuyển tải nhiều hơn. Và chúng để làm rõ hơn thì chúng ta cùng làm quen với cái ví dụ một là tập đếm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Công Sử. Chúng ta thử đếm câu 1 này. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8. Và với cái 8 cái ô này thì được viết ở nhịp 24. Có một cái dấu si dán. Câu thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy thì tuy là nhiều ô nhịp, tuy là nhiều ô nhịp nhưng mà viết viết với cái nhịp 24 thì nó sẽ không quá dài. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem cái ví dụ thứ hai. Đây này, bài này cũng viết ở nhịp 24. Đây là bài Đến Bên Nhau, sáng tác của Thanh Nga. Về câu đầu tiên là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu thứ hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, rồi có dấu tái đoạn quay lại. Đó là cũng là 8 ô cho một câu nhạc. Đó, ví dụ thứ ba đó là bài Chiều Tím, sáng tác của Đan Thọ. Bài này thì viết ở nhịp 3-4. Thì chúng ta cùng xem này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi câu thứ hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó là như thế. Rồi bây giờ để chúng ta làm quen thiết một cái câu nhạc mà nó gồm có 12 ô nhịp. Đây là loại câu tương đối dài trong ca khúc. Tuy vậy, loại câu này hay được dùng hơn loại câu 4 ô nhịp. Tuy là nó khá dài nhưng mà vẫn được dùng và dùng phổ biến hơn loại 4 ô nhịp. Thì với bài Bao Giờ thì đây là một sáng tác của Ngọc Duy, được viết ở nhịp 6-8. Thì chúng ta sẽ cùng đếm thử. Câu thứ nhất là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Khá là dài một câu như thế. Câu thứ hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đó. Thì đây là một đoạn A, đây là đoạn trình bày từ câu 1, câu 2 là đây là đoạn trình bày. Rồi từ cái chỗ mà người ta ký hiệu B, đây là đoạn sau, đoạn phát triển. Nó có sự chuyển tông. Bài này nó có sự chuyển tông. Nghĩa là bài này đầu tiên là nó không có dấu thăng dáng, thì bài này có tông là la thứ. Chuyển qua đây là có ba dấu thăng, đây là tông la trưởng. Đó, qua cái ví dụ thứ ba, đây là một sáng tác là của Trần Công Ẩn, bài Mùa Xuân Đầu Thế Kỷ. Bài này cũng viết được ở nhịp 3-4. Câu 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đó. Tuy là 12 ô nhưng mà lại là cái chữ cuối cùng này nó nối qua tế bào. Đó. Đây cũng là một cái cách. Và tuy là 12 ô nhưng mà
mà lời ca thì sẽ không quá dài. Thì ở đoạn sau cũng vậy. Rồi ở đây có một cái lưu ý, đó là đôi khi câu 12 được nâng lên, được xem như là một đoạn chi câu, cũng được xem như là một câu. Có nghĩa là khi mà nó đã quá dài thì người ta có thể là viết một câu nhưng mà nó trở thành một đoạn luôn, vì nó tới 12 ô nhịp rồi. Đó là cũng là tùy vào cái việc là tác giả viết. Ví dụ như chúng ta viết 12 ô mà chúng ta trong 12 ô đó là hết lời ca luôn cho cái đoạn trình bày, thì đó cũng là có thể là được sử dụng cho là một đoạn nhạc.